Chúng tôi đã mời được anh Đạt Văn Tây 10 năm về trước phụ trách huấn luyện cho anh làm hậu cần trên. Nè anh Văn Tây. Chào tướng lĩnh, tôi là Đạt Văn Tây. Văn Tây, tiến hành tới đâu rồi Văn Tây? Tôi vừa phát minh được vài sản phẩm mới, tôi nghĩ có thể giúp được anh đó. Ừ? Đèn pin? Sai, đây không phải là đèn pin loại thường, mà chính là cái đèn pin thái dương năng khỏi dùng pin đèn. Lúc có tia sáng thì nó sẽ sáng. Nếu mà không có tia sáng thì... Nhất định không sáng. Có khi nào không tia sáng vẫn sáng không? Hỏi rất hay. Tắt đèn đi. Dạ. Nè, chỉ cần dùng cái đèn pin khác chiếu vào nó thì nó sẽ sáng lên. Hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Mở đèn lên. Dạ. Sự phát minh này rất là có sáng kiến. Nè, chúng ta hãy coi anh thủ vệ đứng đó nha. Tôi giả định hắn là kẻ súng vàng. Đây là ghế gián điệp siêu cấp, dành cho những người ngồi một thời gian lâu để mà theo dõi kẻ địch. Anh biết sợ chưa? Ê, biết sợ rồi hả? Phải không? Sự phát minh này cũng lợi hại chứ hả? Đúng gì? Và bây giờ tôi đang nghiên cứu loại vũ khí siêu cấp, gồm 10 loại vũ khí giết người. Nếu mà tôi nghiên cứu thành công thì... Dân Tư, nếu như có chuyện gì vô phòng của tôi nói. Ờ, bảy à? 10 năm nay vẫn còn bán thịt heo hả? Nói cho đúng là người thịt heo chưa có gặp thời. Tôi cũng là người bán rau chưa gặp thời thôi. Nhưng mà cũng may được làm công tác nghiên cứu trong sở nghiên cứu bệnh tinh thần trung ương. Phụ trách việc gì? Cho người ta nghiên cứu. Cũng tốt. Hai cái thằng vô dụng tụi bay. Tôi vô dụng hả? Tôi đã dùng hết cuộc đời của tôi mới làm ra được 10 loại vũ khí giết người, gọi là vua vũ khí siêu cấp. Sản phẩm này đó hả, gọi là đoạt mạng 3000. Này đã nghiên cứu thành công rồi. Bảy à, đứng qua bên. Xa một chút nữa. Vậy sao? Tao cũng muốn thử đó. Đoạt mạng 3000 đây. Vào dừa hấu, dây xích xe, quả dược, axit, thuốc độc, súng ngắn, lựu đạn. Còn cái dũa, món nào cũng có thể giết người hết. Bây giờ tôi gom lại thành một. Không biết chết chưa hả? Cái thằng khùng này mà chết sớm là vừa. Ê, khoan đã. Dân Tây. Bảy à, giao cho mày đó.